Chào các bác nha. Nay em còn mấy con vang bim này, em thanh lý nốt cho các bác này. Con này thì rất là dễ chỉnh, con này nó là vang đời đầu của X5 luôn. Chỉnh như X5 luôn, có phần mềm đầy đủ hết. Phần mic của nó thì có 7 cần. Đây phần mic đây các bác. Đấy, phần mic thì nó có 7 cần. Phần music của nó có 7 cần thôi. Thì nó chỉnh dễ như vang cơ luôn. Nếu bác nào mà sợ chỉnh vang số thì chơi con này là hợp lý. Mà giá thì cũng rất rẻ. Chỉ 1,2 triệu các bác. Em thanh lý còn 1-2 con em thanh lý nốt để em nhập lô mới em bán cho bác 1,2 triệu. Rất chi là rẻ luôn. Đây những con này vang X này em tầm bán hơn 2 triệu rồi. Vang cơ cũng có các bác nha. Con này thì nó màu đen nên nó dễ rất chi là dễ ghép với đẩy. Và cài các thứ rất chi là dễ. Bác nào mà mua ở bên em thì em sẽ cài sẵn. Con này nó cài được 8 chế độ các bạn. Đây em đây. Cài được đây 8 chế độ luôn, 7 chế độ. Đấy. Rất chi là dễ. Nó không như là dòng X kia thì các bác mới dùng các bác cài sẽ khó hơn. Đây em đang chạy một đôi loa 2 bát. 2 bát 25. Bác nào thì mua thì liên hệ bên em nhá. Với số điện thoại là 0987 971020. Em ở Tân Yên, Bắc Giang. Vâng, xin chào các bác nha. Hẹn các bác vào clip lần sau nha.